Rồi, chào tất cả quý anh em nha. Thì buổi trưa nay Đạt có quay một cái video về chiếc xe quay xương cá rồi ha. Đó, thì chiếc quay đó thì giờ đã rã ra hết rồi nè anh em. Đó. Thì giờ mình sẽ quay cho anh em coi ha. Thì mấy bữa nay là nhà đang làm anh em. Đang làm. Thì nó rất là bận bịu luôn. Đó, đây. Thì em đang mở tiệm ở bên Đồng Nai nha. Đó, đang xây ha. Thì các anh em nào ở khu vực Đồng Nai thì có thể qua tới tiệm để ủng hộ mình nha. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ quay cho anh em coi và báo giá cho anh em một số cái món đồ nha. Thì cái chiếc quay kia mình đã ra theo yêu cầu của các anh em. Thì nhiều anh em kêu là quay ra rã ra rồi thì quay lại báo giá lại cho các anh em để anh em mua cho nó dễ. Thì đây là dàn áo ha. Dàn áo thì đầy đủ các chi tiết đầu đèn rồi đuôi đèn. Đấy, đầu đèn đuôi đèn đây, rồi cánh bửng hai ốp hai bên, rồi dè trước dè sau nha, tặng cho anh em luôn cái lườn này nè anh em. Đây, cái lườn này nha, cái lườn này đáng lẽ là không có tặng đâu nhưng mà mình sẽ tặng cho anh em luôn đó. Thì đầy đủ dàn áo đầy đủ như vậy nha. Thì giá của dàn áo này là 700.000, rất là rẻ nha. Đợt này mình bán cho anh em giá là cực kỳ sốc luôn á, giá của cái dàn áo này vậy là quá rẻ rồi. Thì đây có anh em hỏi mình đồng hồ thì mình chưa gỡ ra nha. Nếu anh em là mua chung dàn áo với đồng hồ thì 900, còn em mua lẻ đồng hồ giá là 200 ngàn nha. Đồng hồ này mình bán giá sập sàn luôn, chứ bình thường thì đồng hồ anh em biết rồi, đồng hồ quay này thì bình thường giá thị trường nó vẫn 500-600 nha, nên mình bán cho anh em giá 200 thôi, cực kỳ rẻ. Đây, đầu đèn đẹp nguyên bản nha, chưa có bị bể nứt gì hết nha. Trái đèn đây nguyên nguyên zin nguyên bản hết, Stanley đây đó, anh em thấy không đó, Stanley nha, đúng hàng zin nha, đúng zin theo xe nguyên bản nha. Dàn áo rất là còn rất là len keng nha. Thì anh em nào mà chúng ta thích thì cứ liên hệ mình để mua dàn áo thôi. Dàn áo quay alpha xương cá đời 2006, giá của nó là 700.000, đồng hồ giá là 200 nha. Dàn áo thì có đầy đủ đầu đèn đuôi đèn luôn. Rồi tiếp theo báo giá cho anh em một số món nữa như là phục chặng 3. Đây, phục chặng 3 mình đã gỡ ra cho anh em rồi nha. Đấy, chưa có xì dầu. Chưa xì dầu nha. Chưa xì dầu luôn. Thì phục chặng 3 này bán cho anh em giá rẻ thôi là 600 ngàn, để anh em chúng ta mua về anh em thuận tiện cho cái việc sử dụng, mua giá rẻ thì chúng ta lắp nó đỡ, tiết kiệm được cái chi phí hơn ha. Đó. Rồi. Ti zin nha. Ti zin chưa có xì nha. Đang rất là êm. Rồi, tiếp theo gắp cà te. Gắp cà te này thì bao anh em chưa một lủng. Đây. Chưa một lủng nha. Đó. Đây anh em thấy không? Đây, tem còn đẹp nha. Wenfa KTLN, số loại KTLN, lắp ráp tại công ty Vĩnh Phúc Việt Nam, đời 2006 nha, đời 2006 nha anh em. Nước sơn zin chưa một lủng nha. Đó. Giá là 400, cực kỳ rẻ. Tiếp theo phục sau. Phục sau này giá 200 ngàn nha, phục lò xo vàng quay alpha. Rồi đây là combo gác chân trước, gác chân sau, tặng cho anh em luôn cần là cần số zin theo xe của nó nha. Thì bộ này giá của nó là 450 nha anh em. Giá chân trước sau tặng cần đập cần số giá 450 nha. Tính ra rất rẻ luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo một combo khác nữa, đó là thùng xăng yên cảng và hộc yên luôn, thùng xăng yên cảng hộc yên. Bộ này bán cho anh em giá 500 ngàn nha. Thì nếu mà anh em tính lẻ ra thùng xăng tính em 350 thôi. Cảng yên 100 nữa là 450, cái yên 200 nữa là 650, hộc bình này 100 thôi là 750 rồi ha. Thì bán cho anh em giá nhanh gọn 500 ngàn thôi. Tính ra anh em tiết kiệm được 250. Bộ ốc dàn ngoài. Ốc dàn ngoài thì nhiều anh em cần lắm. Ốc dàn ngoài luôn bắt mặt nạ nha. Đó. Bắt mặt nạ và kèn luôn. Cốt gắp, cốt bắn. Các ốc như ốc phuộc. Đây, ốc phuộc đây. Rồi ốc bắt cảng. Rất là nhiều loại ốc luôn. Ốc treo máy. À, đầy đủ các loại ốc luôn. Tặng anh em luôn cái báo stop chân nha. Rồi. Thì anh em nào có nhu cầu mua ốc dàn ngoài liên hệ mình. Ốc này là đầy đủ cho các anh em về lắp luôn á. Gồm có ốc dàn áo, ốc dàn chân, ốc cốt cũng như là ốc treo máy nha, đầy đủ các cái chi tiết ốc bát luôn, các loại bát nữa. Đó, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ mình. Thì về cái bộ ốc đó giá của nó là 450 nha, ốc dàn ngoài. Tiếp theo là cặp bánh. Đây, mình có cặp bánh Wenfa. Cặp bánh Wenfa này bán giá nhanh gọn cho anh em luôn là 600 ngàn nha. Nói về cái đùm đi. Đây, đùm này sơ mi zin. Đùm sơ mi zin nha, chưa đóng nha. Đó, đùm sơ mi zin chưa đóng. Đấy, niềng thì niềng sau Goshi, niềng trước KTLN nha. Đó.
Đây, nền sau là Goshi nha, mình sẽ quay nền sau cho anh em coi nè. Đây, đồm là chiếc Xiaomi nha, Xiaomi Jin nha. Đó, đây, nền sau Goshi. Anh em yên tâm ha, nền sau là Goshi nha. Rồi, thì cặp bánh thì bán cho anh em nhanh gọn luôn là 650, 600 vậy đó, mình quên báo giá buổi trường, quên mất tiêu à. Rồi đây, cái bô Jin Goshi NF100, bô Jin cổ chưa hàn luôn. Cái bô này do là mình cũng hơi lười mình trà rửa ra anh em, chứ đây cái bô này còn đẹp nha, cái bô này còn đẹp, đít nó nè. Đó, phía dưới này thì có hơi dơ nhẹ thôi, anh em về anh em rửa lại nha, chưa móc mổ gì hết nha. Đấy, chưa móc mổ gì hết. Đó, mặt tiền đẹp. Nô này thì dành cho anh em mà chúng ta về anh em gắn xe nhà hay xe tàu cũng được, giá 400.000 cực kỳ rẻ luôn. Đó, bộ dây điện sườn, bộ dây điện sườn gồm luôn IC mobin này, mobin Jin nha, mobin Jin TAK 25 đúng của nó luôn, chụp buji luôn, chụp buji Jin luôn. Đấy, NGK D-Type mềm eo ha. Thì luôn chụp buji và đầy đủ IC mobin sạc, đây sạc Mitsubishi 3 luôn, sạc Mitsubishi 3 luôn, rồi le đề đây. Đó, đầy đủ các chi tiết như vậy cho anh em nha. Sợi dây điện sườn này giá là 500.000 nha, tính ra là cục mobin này giờ mình bán giá là 300.000 rồi anh em. Còn lại sạc, cục sạc 150, cục rơ le đề 100.000, chụp buji cho 100 thôi. Đó thì thành ra cộng dây điện sườn này nó rất là nhiều tiền rồi, bán cho anh em giá 500.000 thôi nha. Đó thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ với shop mình, số điện thoại 0915 434 93. Anh em lưu ý nha, cặp bánh thì là mình tặng cho anh em cái cùi dĩa luôn nha, cùi dĩa Jin của nó luôn, cặp bánh tặng cùi dĩa cho anh em luôn. Rồi thì anh em nào có nhu cầu liên hệ mình. À đúng rồi, còn cây ghi đông nữa anh em, còn cây ghi đông nữa. Đây, ghi đông của Alpha đời 2006, giá cái ghi đông này là 150.000 nha. Rồi thì giá này, tất cả giá ở trên đây thì đều là giá rất là tốt, cạnh tranh nhất trên thị trường rồi, cho nên là những anh em nào mà có nhu cầu thực sự thì anh em cứ liên hệ, tại vì giá này thì anh em cũng biết rồi ha, nhiều anh em ta sẽ rất là cần, với cái giá nó tốt như vậy thì anh em sẽ gọi điện rất là dữ luôn, cho nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trước với mình để mình có được cái món hàng ưng ý với cái giá rẻ tốt nhất nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, hẹn em những clip tiếp theo nha.